Luân phát hiện ra là đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều bạn chưa phân biệt được sen đá bụi nào là một gốc, bụi nào là nhiều gốc. Nên là hôm nay Luân sẽ làm một video hướng dẫn các bạn cách phân biệt hai loại này và cách trồng chi tiết từng loại luôn nha. Trước tiên thì Luân sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt bụi nào là một gốc, bụi nào là nhiều gốc nha. Thì ở đây Luân sẽ có một bụi nanh heo hồng nha mọi người. Đây là bụi nhiều gốc nè. Cách phân biệt là các bạn có thể nhìn vào cái gốc nó. Đó, khi cái gốc của từng cái nhánh là các bạn quan sát kỹ nè, nó đâm thẳng xuống nha. Đó là nó sẽ là nhiều gốc, những cái gốc này các bạn thấy không? Đó, tất cả các gốc này đều là đâm thẳng xuống cái chậu. Đấy nè, tất cả 5 cái nhánh ở đây. Nhánh nào cũng giống nhánh nào là nó đâm thẳng xuống. Đó là dấu hiệu nhận biết một bụi sen đá nhiều gốc đấy. Tiếp theo là Luân có một bụi Melody nha. Bụi này là bụi một gốc. Cách phân biệt cái bụi sen đá một gốc là các bạn cũng quan sát cái phần gốc luôn. Cái gốc nó sẽ không đâm thẳng xuống như là cái bụi sen đá nhiều gốc, nhưng mà nó sẽ hướng thẳng vào trong cái giữa, chính giữa cái chậu nha. Đó, các bạn quan sát này. Đó, những cái nhánh này thường nó xiên, nó nằm xiên, nó xiên vô giữa cái chậu. Đó là cái gốc nó kiểu như là nó đang chụm lại các bạn. Thì đó là cái bụi một gốc nha. Cũng còn một số trường hợp là cái gốc nó cũng đâm thẳng xuống mà nó nhiều gốc các bạn. Thì cái cây đó nó sẽ là trường hợp thấp, đó, ngoại lệ nha. Nó kiểu như là cái gốc nó bị ẩn á. Thì cái bụi mà đâm thẳng xuống thì nó vẫn là một gốc đó. Thì đó là trường hợp hiếm thôi. Sau khi đã phân biệt được từng loại rồi thì Luân sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết cách trồng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trồng bụi một gốc trước nha. Vì nó sẽ dễ trồng hơn bụi nhiều gốc. Luân sẽ tiến hành trồng luôn. Mình sẽ xả rễ trước nha mọi người. Mình bỏ hết phần đất cũ. Mình cứ bóp cho đất nó tơi ra nè. Bóp nhiều đất nhất có thể nha. Thấy không? Đây là cây một gốc này. Những cái gốc nó đang hướng vào trong chính giữa cái chậu này là một gốc nha. Trong quá trình xả rễ thì mình có thể lặt bớt những cái lá khô đi cho nó gọn gàng và nó đẹp hơn nha. Lặt lá khô đi thì nó cũng đỡ bị nấm bệnh sau này. Nó chậu khi nào nó cũng sạch sẽ, đỡ bị bệnh hơn. Bụi một gốc thì mình sẽ xả đất nhiều nhất có thể nha mọi người. Mình xả được bao nhiêu thì mình xả hết. Rồi sau khi xả thì mình sẽ cắt ngắn bớt những cái phần rễ quá dài đi. Bạn nào không thích hoa thì có thể ngắt đi nha. Rồi vậy là ok, giờ Luân sẽ trồng lại nó. Trồng bụi một gốc thì cũng rất là đơn giản thôi. Những cái chậu to thì các bạn có thể lót cái phần lưới phía dưới đáy nè. Lót cái lỗ lại chứ không các bạn bỏ đất vào thì nó dễ bị trôi ra ngoài. Thì mình sẽ lót một cái lưới. Mình thêm đất vào nha. Sau khi mình thêm đất vào tầm nửa chậu tới 2/3 chậu thì mình sẽ bỏ cây vào. Mình sẽ bỏ cây thấp một tí nha các bạn, đừng có bỏ cây trên cao quá. Giống như cái video hôm trước mình hướng dẫn cách trồng sen cơ bản đấy. Mình sẽ bỏ thấp một tí và mình sẽ rút nó lên từ từ. Đó, mình chêm đất vào. Sau khi bỏ thêm một tí đất thì mình có thể thêm phân bón nè. Mình thêm một ít phân bón xung quanh và thêm đất vào cho nó gần đầy miệng chậu. Nén nhẹ xung quanh một tí nha các bạn. Đó, xung quanh nè các bạn nén nhẹ, đừng có nén nhẹ cái phần gốc cây. Mình nén nhẹ cái phần xung quanh thôi. Mình sẽ chừa đất lại gần tới miệng chậu nha. Đừng có sát miệng chậu quá để mình còn rải mặt nữa. Luân sẽ rải mặt nữa này. Khi mình rải mặt lên thì chậu nó sẽ nhìn sang và đẹp hơn. Tưới nước nó cũng đỡ bị trôi nữa. Sau đó mình có thể vỗ nhẹ cho nó đều nha. Nó đều đất và đều đá chảy đều trên miệng chậu. Vậy là Luân đã trồng xong cái bụi cây một gốc rồi. Rất là đơn giản. Còn bây giờ thì Luân sẽ hướng dẫn mọi người trồng bụi nhiều gốc nha. Mình sẽ trồng hai chậu cho mọi người xem. Ở đây là cây nanh heo hồng này, để mình xả ra cho các bạn xem phần gốc. Đó, lúc nãy mình có nói đấy. Đó, cái gốc này các bạn thấy không, nó đâm thẳng xuống thì chứng tỏ nó là cái bụi nhiều gốc. Này mình sẽ tách ra cho mọi người xem. Đó, nó từng gốc riêng lẻ này. Nó rễ dài quá thì mình vẫn sẽ cắt bớt nha. Nếu các bạn trồng quen rồi á thì có thể xả hết như thế này trồng, nó xả hết trồng thì nó vẫn sẽ là tốt hơn nha. Nhưng mà trồng nó sẽ khó hơn. Rồi tiếp theo Luân sẽ trồng vô chậu. Thì mình vẫn sẽ lót lưới dưới đáy nha các bạn. Đó, cho đất nó khỏi bị rớt ra ngoài. Bỏ đất tầm 2/3 chậu thì mình sẽ bỏ cây vàng. Đó, vì giờ các bạn xả ra hết rồi nên là trồng nó sẽ khó hơn nha. Đó, mình sẽ xếp làm sao cho nó cân đối trước nè. Xếp cây cho nó cân đối và nó không bị nghiêng ngã. Đó, những bạn nào mà mới tập trồng mà trồng cái kiểu này thì cây nó hay bị méo lắm các bạn. Nên là tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách khác nữa để trồng cái bụi nhiều gốc. Khi mình xếp đều rồi mình sẽ giữ nha. Đó, tay trái mình giữ nè, cố định nè. Tay phải xúc đất bỏ vào, bỏ vừa phải thôi, không bỏ quá nhiều nha. Đó, vừa bỏ mình sẽ vừa chỉnh và vừa nén nhẹ. Mình nén nhẹ một tí cho nó giữ được cái độ đứng của cây, nó không bị nghiêng ngã. Sau đó có thể thêm một ít phân vào. Cái cây nó lúc nào có xu hướng là xòe ra nè mọi người. Mình phải búp nó lại nha. Đó, mình phải búp nó lại cho nó không bị xòe. Rải phân vào bên trong, tiếp tục thêm đất vào. Đó, lúc nào cũng phải giữ cho nó búp lại nè. Đó, mình chêm đất vào nha. Nếu các bạn thấy cây thấp quá thì mình vừa kéo mình nhích nhẹ nó lên tí. Đó, mình rung rung nhẹ nhẹ nhích nó lên. Đó, nhích nó lên cao và mình chỉnh cho nó ngay tâm chậu nha. Khi các bạn trồng thấp thì nếu cây bị méo rất là dễ chỉnh, còn các bạn mà trồng cao lên thì khó chỉnh lắm.
Đó, vẫn như lúc nãy là mình sẽ chiều lại khoảng 1 cm mình rải mặt. Đừng có để đất đầy chậu, mình sẽ rải mặt nha. Giờ cái lớp đá rải mặt rất là quan trọng là các bạn, nó sẽ giúp cố định cái cây nó không bị nghiêng ngã. Đó, khi các bạn rải mặt xong thì nó sẽ rất là chắc chắn cái chậu, nó không bị nghiêng ngã cái nhánh này nữa. Sau khi rải xong mình vỗ nhẹ cho nó đều cả đá cả đất trong chậu, tiếp tục căn chỉnh lại sao cho cái cây nó đều này. Đấy, vậy là Luân đã trồng xong cái chậu nhiều gốc này rồi. Rồi tiếp theo thì Luân sẽ trồng thêm một cái bụi nhiều gốc rất là to như thế này nữa nha. Đó, chậu này thì Luân sẽ hướng dẫn nó khác một tí so với cái chậu lúc nãy. Đó, mình vẫn sẽ bỏ đất nha mọi người. Nhưng mà lần này mình sẽ không bỏ hết nha, mình chỉ bỏ khoảng tầm một nửa chậu tới 2/3 chậu thôi. Đó, hồi nãy là Luân bỏ hết, tách rời từng nhánh ra thì nó sẽ hơi khó trồng. Nó còn cái này thì sẽ không tách hết ra mà mình sẽ vẫn giữ nguyên cục đất này, mình chỉ xả khoảng tầm một nửa tới 2/3 chậu thôi thì trồng nó sẽ dễ hơn. Đó, mình sẽ bỏ cái phần đất phía bên dưới nha. Cái cục đất phía bên trên này các bạn vẫn giữ nó cố định lại để nó không bị rời những cây này ra thì nó trồng nó dễ hơn nhiều lắm. Đó, mình vẫn sẽ cắt bớt cái phần rễ thường đi. Đó, để như vậy và mình sẽ trồng như thế này nha. Vì cái chậu này to nên là Luân sẽ lót thêm phần đáy rồi nha. Đó, mình sẽ lót đáy bằng đá umai. Đó, mình sẽ lót khoảng tầm 1/5 chậu các bạn. Đó, mình lót dưới đáy nha, nó sẽ thoát nước tốt. Mình sẽ không lót lưới cho cái chậu to nữa mà mình lót đá. Đó, lót đá cho nó thoáng hơn. Và tiếp theo mình sẽ bỏ đất. Đó, hầu như những cái chậu mà bự bự các bạn là phải lót đáy hết nha, nó sẽ mới thoáng được, chứ các bạn mà không lót đáy là nó dễ bị bí chậu úng nước lắm. Vẫn sẽ là bỏ đất lên tầm 2/3 miệng chậu và mình sẽ canh làm sao cho cái bầu đất này lọt vào này, và cái bầu đất nó sẽ thấp hơn cái miệng chậu các bạn. Cái bầu đất nó đang nằm ở phía dưới này nó sẽ thấp hơn và mình trồng mình sẽ rút dần nó lên. Giờ thì các bạn không cần phải búp nó nữa tại nó cái cục đất thì nó đã giữ sẵn cái cây rồi, nó không bị méo ra ngoài á, nó xòe cũng vừa đẹp nữa. Mình sẽ tiến hành bỏ đất xung quanh này, mình cứ bỏ đất nhẹ nhẹ xung quanh rồi vỗ nhẹ cho đều nha. Tiếp theo thì sẽ thêm phân bón và bỏ đất tiếp vào cho gần đầy miệng chậu, nén nhẹ nha. Các bạn chú ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ là phải nén nhẹ đất nè, canh cho cái chậu cây nó ở giữa cái chậu thì cái chậu nó mới đẹp được. Đó, vừa làm vừa canh các bạn trồng nhiều sẽ quen thôi. Và cái quan trọng nhất là phải trồng cái cây nó thấp thôi, đừng có trồng nó cao. Mình trồng thấp và mình thấy nếu mình thấy thấp quá thì mình nhích nó lên và mình chỉnh. Đó, những cái nhỏ nhỏ vậy các bạn phải chú ý, trồng cây nó dễ hơn, sau này cũng tiện hơn nữa. Cứ vỗ đều liên tục nha. Mấy cái chậu to này là phải vỗ nhiều các bạn, cho đất nó đều chứ không là sau này dễ bị sụp đất lắm. Rồi cuối cùng mình sẽ rải trên mặt một lớp đá nữa là xong. Sau khi rải mình sẽ vỗ cho nó đều. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái bụi nhiều gốc này. Cuối cùng là cách chăm sóc những cái bụi như thế này nha, thì nó cũng đa số là như sen bình thường các bạn. Đầu tiên là tưới nước, thì sau khi trồng 2-3 ngày thì các bạn mới tưới nha. Tốt nhất là không nên tưới liền sau khi trồng, và các bạn sẽ tưới lặp lại một tuần khoảng 2 lần đối với mùa nắng và 7 tới 10 ngày đối với mùa mưa nha. Ở mùa nắng thì các bạn sẽ phải tưới nhiều hơn đấy. Còn cây thì khi mới trồng thì các bạn sẽ để chỗ nắng nhẹ, tránh nắng gắt buổi trưa. Khi nào mà rễ nó đã khỏe rồi thì mình sẽ bắt đầu cho ra nắng nhiều hơn. Đó, mình cho từ từ nhiều nắng lên thì cây nó sẽ lên màu đẹp. Và các bạn có thể phòng trừ nấm bệnh cho cây bằng cách xịt thuốc một tháng một lần nha. Đó, cái này thì có cũng được mà không có thì cũng không sao. Nếu các bạn có thắc mắc gì nữa thì hãy comment phía bên dưới nhé. Luôn hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.